Xin chào các em nha, đã quay trở lại với kênh Alosa. Hiện tại Đức đang có mặt cửa hàng hệ thống Hết Hòa Bình Minh, chi nhánh số 4 ngay tại ngã tư Miếm Cù, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về dòng xe Honda Lead 125 phiên bản 2023 nha. Ở đây thì có một màu sắc đã được độ lên cái màu sơn, đó là màu xanh. Xanh này kiểu như là màu xanh xanh ghiêu nha. Còn chiếc bên này là cái màu xin, là màu đỏ đô. Đó. Thì về mức giá hiện tại đó với dòng xe Lead này thì nó cũng không có dao động được nhiều so với thời điểm mà sau Tết tháng 3 ha, đầu tháng 3 thì mình sẽ báo giá cho các bạn luôn. Đối với các phiên bản tiêu chuẩn các bạn nha, phiên bản tiêu chuẩn là 38 triệu. Tiêu chuẩn thì sử dụng cái hệ thống đèn cốt pha là đèn halogen, và thứ hai là cái nó không có cổng sạc, và thứ ba nữa là khóa smart key của phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có tính năng chống trộm nha, nên là mức giá nó sẽ thấp hơn so với những phiên bản còn lại là 38 triệu. Còn những chị em nào mua cái phiên bản cao cấp hơn như là phiên bản cao cấp màu xanh nè, hoặc là màu đỏ như bên này nè, màu đỏ bên như bên này là 40 triệu nha. Còn những chị em nào mua màu xanh, cái màu xanh dương á, là 40 triệu 200 nghìn nha, 40 triệu 200 nghìn. Rồi cuối cùng là cái phiên bản đặc biệt. Đặc biệt thì nó sẽ có hai màu sắc cho chị em lựa chọn, đó là màu đen nhám và màu bạc nhám. Hiện tại về về giá cả của hai màu sắc này là đồng giá luôn, là 42 triệu 200, thay vì những cái thời điểm trước đây á, là cái màu bạc á, thì nó sẽ mắc hơn so với cái màu đen, trung bình khoảng từ 500 đến 1 triệu. Nhưng mà hiện tại trong cái thời điểm mà đầu tháng 3 này, về mức giá của dòng xe Honda Lead mà phiên bản đặc biệt á, là 42 triệu 100 nghìn, 42 triệu 200 các bạn nha, 42 triệu 200 đồng giá luôn. Tất cả mà giá Đức báo cho các bạn đã bao gồm phản VT rồi nha, chưa bao gồm phản chi phí lăn bánh. Thì các chị em nào mà mua xe tự làm biển số thì mình sẽ mua đúng với mức giá mà Đức vừa báo màn hình cho các bạn. Các bạn cứ đến cửa hàng các bạn mua xe và các bạn mang xe về thôi, trả đúng với mức giá mà mình vừa báo cho bạn luôn nha. Giá này hiện tại là mình đang tham khảo là tại thời điểm mà đầu tháng 3 cho các bạn tham khảo đấy. Rồi, còn về trả góp thì đối với dòng xe Honda Lead này thì các bạn chỉ cần chuẩn bị giùm mình là căn cước công dân thôi. Bây giờ thì thủ tục trả góp rất là dễ, chỉ cần căn cước công dân thôi là được rồi. Và thứ hai nữa là cái khoản tiền trả trước là thấp nhất là 20% giá trị xe. Ví dụ như anh chị mua cái phiên bản đỏ cao cấp này đi, là 40 triệu đi, thì mình trả trước 8 triệu thôi, thấp nhất là 8 triệu là các chị em sẽ đạp hồ sơ trả góp được. Còn những chị em nào mà muốn mua xe trả góp mà nhận luôn cả bài góp đó, thì các chị em trả trước cho mình là thấp nhất đó, là 40% giá trị xe nha, là sẽ nhận luôn cả bài góp luôn đó. Còn kỳ hạn là tùy theo điều kiện lương bổng hàng tháng thì các chị em có thể là lựa chọn cái kỳ hạn cho nó phù hợp, nó sẽ dao động từ 6 tháng cho đến 36 tháng nha. Rồi, thì đó là sơ lược về mức giá cũng như là trả góp nha. Hiện tại thì chị em nào mà muốn mua xe dòng xe Honda Lead này mà kiểu như là mình đang tạm trú tại nơi Bình Dương đó, mình đang công tác tại Bình Dương hoặc công tác tại Sài Gòn mà mình không có về quê làm biển số được, thì hiện tại bây giờ là chúng ta đã làm được biển số tại nơi tạm trú luôn. Ví dụ như là các chị em ở tỉnh Hậu Giang đi, mà mình đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, thì mình vẫn làm biển số tại nơi tạm trú được, tức là làm biển số Sài Gòn được nha. Thì có một cái là biển số Sài Gòn thì nó hơi đắt một xíu. Biển số con này là 4 triệu, xong rồi thêm cái tiền thế chấp bạ 2 triệu rưỡi nữa, là chạy ra là chị em tự làm biển số thôi là hết 6 triệu rưỡi rồi. Còn nếu mà để bên cửa hàng làm biển số dùm cho chị các chị em á, là mình tổng thêm cái tiền mà phí dịch vụ nữa, nó sẽ dao động từ 500 đến 1 triệu tùy theo quận nha. Đó, thì nói chung thì biển Sài Gòn nó khá là đắt. Còn không thì mình làm biển Bình Dương, biển Bình Dương thì con này thì nó sẽ dao động khoảng 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. Đó, biển Bình Dương thì là 2 triệu rưỡi tiền phí chất bạ 5% nè, 800 ngàn tiền biển số nè, là chạy ra là 3 triệu 3 rồi. Đó, mình cho dịch vụ đó, nói chung là đâu đó cũng khoảng 3 triệu rưỡi đến 4 triệu nha, ra biển số ở Bình Dương, thành phố Thuận An hay là thành phố Di An vậy đó. Đó, thì đó là sơ lược về chi phí lăn bánh. Còn mà làm biển số ở huyện thì nó sẽ dao động khoảng 2 triệu 2 triệu rưỡi thôi. Đó. Nhưng mà khi mình làm biển số tại nơi tạm trú thì mình phải chuẩn bị thêm một cái tờ giấy là xác nhận nơi cư trú nữa, thì khi đó mình kẹp vào chung hồ sơ xe thì mình sẽ làm biển số tại nơi tạm trú được nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem hai chiếc này, đặc biệt là chiếc màu độ này, màu độ xanh ghiêu này. Thì màu độ xanh ghiêu này thì mình sẽ cộng thêm chi phí là giùm mình là 1,8 triệu nữa nha, 1,8 triệu cho như 2 triệu đi. Đó, 2 triệu. Chiếc này màu xanh đúng không? Màu xanh gốc của nó là màu xanh, thì mình sẽ lên cái màu xanh
Màu xanh hồi nãy mình báo cho các bạn là 40.200, thì mình độ lên màu sơn 2 triệu đó, coi như con này là chưa lăn bánh luôn, bao gồm màu sơn luôn là 42.200 nha. Màu sơn xanh view. Ngoài ra các chị em nào muốn độ cái màu sơn theo cái sở thích của mình, màu hồng, màu vàng gì đó thì vẫn độ được bình thường. Chỉ khi mình độ những cái màu sắc mà nó khác với màu gốc á thì mình phải tốn thêm một cái khoản chi phí nữa, đó là để mình đổi cây xe ha. Còn bây giờ thì mình sẽ quay cho các chị em xem hai chiếc này, để các chị em nào mà đang có dự định mua xe dòng xe Analyst á thì các chị em cũng có thể là tham khảo thêm hệ thống với mình nhé. Mình đang theo dõi trên màn hình, đây là hai cái phiên bản cao cấp hết nha. Một chiếc là phiên bản cao cấp màu đỏ đô nha, màu đỏ đô. Còn chiếc bên này á là cái màu xanh, nhưng mà màu xanh xanh màu độ, màu màu gốc của nó là màu xanh dương. Còn chiếc này là màu độ nha, màu xanh. Xanh này đã được độ lên màu sơn kiểu xanh nhám, xanh view rồi. Đó. Đối với cái phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt á thì mình sử dụng cái hệ thống đèn trước á là hệ thống đèn được LED nha các chị em nha. Sử dụng hệ thống đèn LED. Còn mình mua cái phiên bản thường á, phiên bản thường thì cái hệ thống đèn trước của nó là hệ thống đèn halogen thôi. Đó. Màu đỏ đô, nhìn rất là cứng nha. Ok, ngon lành ha. Còn nếu mà mình muốn nhìn nó kiểu nó sang trọng hơn tí thì mình có thể lựa chọn cái màu đặc biệt cũng được. Màu đặc biệt cái màu bạc nhám. Màu bạc nhám thì nhìn nó kiểu nó sang trọng hơn, nhìn nó quý cô hơn nha. Đây, chỗ phần này thì cũng được sơn cho các chị em luôn. Sơn xanh. Đó. Rồi, ngoài ra thì khi mà mình mới mua xe về thì để bảo vệ mà đồng hồ của mình nó không bị chạy xước hay là những xước lốc mèo giống như trên này nè. Đây, xước lốc mèo nè. Thì mình dán ngay cho mình một cái miếng dán PPF ha. Đây, miếng dán PPF như này. Là nó khuôn sẵn luôn. Ba lớp. Đó, mình về mình tự dán tại nhà cũng được. Ba lớp, mình chỉ sử dụng lớp giữa thôi. Cái link mua hàng thì mình có để ở phần mô tả. Thì các chị em hãy click vào phần mô tả để xem cái link mua hàng nha, trên Shopee. Đó, hoặc là trên TikTok đều được, cứ vào alo xe là sẽ có. Đây, miếng dán 3 lớp nha, mình chỉ sử dụng lớp giữa thôi. Đó, để bảo vệ một đồng hồ nó luôn mới. Mình xài khoảng 2 hoặc 3 năm mình mới thay một lần, hoặc là trừ khi mình chạy suốt nhiều quá thì mình mới thay thôi. Đó, còn không thì mình để như vậy cũng được nha. Tại miếng dán BBS thì nó cơ bản nó không có keo. Nó không có keo nên là mình không có sợ gọi là mình dán lâu nó bị dính keo lại nha. Lọc ra thì bị dính keo lại, nó không phải như keo thường. Và keo nó sẽ dày hơn so với loại keo thường. Rồi, in xe. Nói chung thì đối với cái mẫu này bên Thái Lan họ chơi rất là nhiều các bạn, họ độ này kia lum lá chứ đó. Đó, thì đối với bạn nào mà bán hàng online thì đây là cấp xe ha, rất là rộng, các bạn rất là thích đây. Như là 23,2 lít, à ba mình làm nhầm, 23,2 lít là xe AB, còn chiếc này là như 38-37 lít lận, rất là to bự nha. Còn bên này là cái màu đỏ đô đó, màu đỏ đô nhìn nó kiểu nó cứng hơn một tí. Rồi, để mình qua đây mình cho bạn xem cái món này, cái cao su đây. Đó, đây là cái phần cao su trắng bùn nè. Các bạn muốn đẹp hơn thì các bạn gắn thêm một cái cao su trắng bùn như thế này, nhìn nó sẽ ok hơn đúng không, nhìn đẹp hơn đó, nhìn nó sẽ có điểm nhấn hơn. Ngon lành ha, cao su trắng bùn. Đây, cao su zin thì nó sẽ trơn như vậy thôi, mỏng thôi, mỏng dánh nè. Đó, thì mình lắp cái này vào thì nhìn nó sẽ ok hơn. Rồi, phiên bản cao cấp. Yên xe thì yên nâu da bò. Rồi, khóa smart key đó, với cái phiên bản cao cấp đặc biệt thì nó có thêm cái tính năng cảnh báo chống trộm nhá. Còn phiên bản thể thao á, phiên bản thể thao thì nó chỉ có ấy, phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn, kia là các bạn. Khi mà tiêu chuẩn thì nó cũng có khóa smart key luôn, nhưng mà nó có một cái là nó không có cái tính năng cảnh báo chống trộm thôi nha. Các bạn xem có thể cái remote nè, này các bạn thấy không đó, cái remote phiên bản cao cấp thì nó sẽ có 3 cái biểu tượng, biểu tượng hình chìa khóa nè, biểu tượng hình mô tô là cái tính năng tìm xe, còn biểu tượng cái hình cái loa là biểu tượng cảnh báo chống trộm đó, của phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp nha. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có biểu tượng cái loa ha. Như vậy thôi, nên là giá sẽ mềm hơn một tí. Và đối với phiên bản cao cấp này nó có thêm một cổng sạc nữa. Đây, cổng sạc USB sẵn nằm đây, nằm hộp đầu bên phía tay trái ha, để mình đi đường xa này khi mà sạc pin này nọ cũng ok hơn. Rồi, nãy giờ thì các bạn cũng đã tìm hiểu về mức giá của dòng xe Honda Elite cũng như là những cái thủ tục
làm biển số tại nơi tạm trú. Thì nếu như bạn nào cần hỏi hay là thắc mắc gì đó thì mình cứ comment phía bên dưới nha, thì Đức sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn, hoặc là các bạn có thể là liên hệ ngay với số điện thoại trên màn hình nha. Tại đây là hệ thống Hát Hòa Bình Minh chi nhánh số 4 ngay tại ngã tư Miếu Cù, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hãy theo dõi kênh Alo Xe để cập nhật nhiều thông tin về xe máy nữa. Cảm ơn các bạn.